Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em. Xin chào anh Hoàng Hải. Và hôm nay mình gặp tình trạng này, mình muốn chia sẻ cho anh em để chúng ta giữ chân khách hàng. Mình cùng nhau chia sẻ. Chứ ở đây Tuấn không nói tới anh em tay nghề yếu hay không yếu, và chúng ta làm như vậy thì không có đạt. Và cái cách mà để bây giờ ấy, so với ngày xưa thì nó khó khăn, còn bây giờ nó quá dễ, chúng ta không được làm như vậy. Làm như vậy thì có thể là nếu mà khách hàng chạy không hay thì có thể qua tiệm ở khác, tiệm bên cạnh mình người ta có chuyên môn cao hơn. Thì thợ mà đấu đá với nhau thường thường thì hay ghét nhau, đúng không ạ? Thì hay nói xấu nhau, đa số là thợ là vậy. Thì chúng ta tránh tình trạng này để chúng ta không bị khách hàng, mất khách hàng. Thì anh em hãy xem clip video này, mình chia sẻ về cái số nồi côn này, anh em làm bị sai lật và nó sẽ bị hư hỏng hết và sẽ không đạt chất lượng trên con xe. Thì anh em chia sẻ đi, anh Hoàng Mậu Hoàng chia sẻ cho Tuấn đi, anh Nguyễn Dương chia sẻ luôn đi, anh Hiếu Hòa chia sẻ cho em luôn đi. Những anh em đang xem live của em buổi trưa nay thì hãy chia sẻ cho em, em sẽ chia sẻ cái các bạn mà làm sai như thế này. Cái này là tình trạng mình mới thấy, và mình thấy thì mình sẽ chia sẻ, thì để anh em chúng ta không được làm như thế này, và đồng thời sẽ không nghịch, nếu mà có nghịch, để cho nó biết về cái đam mê, về cái nồi niêu xoong chảo, thì chúng ta hãy thử nghiệm xe mình trước khi chúng ta lắp cho khách hàng. Chứ chúng ta lắp cái này cho khách hàng thì tiêu hết. Mình sẽ mô phỏng, mình chia sẻ thôi, mang tính chất là chia sẻ, chứ ở đây là không có nói xấu bất kỳ anh em thợ nào cả. Mình thấy những cái nào cảm thấy nó sai thì mình chia sẻ, để mang lại những anh em thợ chúng ta một ngày một ok hơn, hoàn hảo hơn về cái nghề mà chúng ta giàu nhớt, tay chân lúc nào cũng giàu nhớt như thế này. Rồi, anh em chia sẻ cho mình nhé. Đây là vấn đề nồi chúng ta vớt bẻ độ này, móc rắn này. Ok, trần thép. Thì cái này mình được giấu ở khu vực nào làm những vấn đề này mình xin phép giấu, đúng không ạ? Dù ở Bắc hay là Trung hay là Nam, ai cũng là thợ hết thôi, mình xin phép giấu. Chứ mất công nói ra thì bảo anh em này nghĩ là tài giỏi thế nọ thế kia, nên mình xin phép bỏ qua vấn đề này luôn nhé. Thì vấn đề ở đây là một cái chậu bi của những cái dòng 110, đúng không ạ? 110 thì đương nhiên nó chỉ có xài một chậu bi này thôi. Cánh quạt nó bằng sắt, bởi vì nó xài cái phóng đề nên nó cái nhông nó bằng sắt cũng tạo ra một cái cánh quạt luôn. Thì cái này chỉ xài cái chậu bi. Thì có rất nhiều anh em có thể là tò mò, chúng ta nhìn thấy trên mạng chỉ vớt hoặc là cái gì đấy về anh em mang thợ tiện. Thì thợ tiện ở quê ấy, nói thẳng ra luôn, 10 ông thì may lắm được 1-2 ông đi theo công nghệ, còn đa số mỗi ông chẳng bao giờ đầu tư máy móc. Đơn giản nói ở An Nhơn thì Tuấn đây thôi, có vài ông thợ tiện thì ông được ông không, ông được ông mất. Mình gợi ý cho mấy thợ tiện thì mấy thợ tiện nó bảo là mình rẽ đời, ở quê nó khổ như vậy đấy, mày biết cái gì đâu, đúng không? Nhưng thật sự ở thợ ở quê để vớt được cái chậu bi này khó là khá là khó đấy, không phải là dễ mang ra phay phát lấy tiền đâu. Làm như vậy rồi thì ai cũng làm được điều đó cả. Làm cái này phải đầu tư máy, đầu tư tay nghề và luôn luôn học hỏi. Thì cái này 110 chắc là các bạn cũng học hỏi, các bạn mang thuận tiện nó phay cho phát. Thì bây giờ mình nói thì anh em ai cũng hiểu trong này có cái lỗ ắc. Anh em làm như này thì đương nhiên cái chậu nhôm này nó sẽ xa. Xa gì? Xa ắc thì đương nhiên dây cô loa sẽ tọt xuống cái ắc, đúng không ạ? Thì đương nhiên nổ dây cô loa sẽ bị vẫy. Đấy, nó gọi bị trùng, nó gọi là đục ắc. Đấy, thì bác các bạn nổ ganti nó sẽ bị nhảy. Đấy. Nhưng các bạn làm như này thì thật sự chẳng có mặn tí nào cả, sai. Đấy, về nhà lắp chẳng có hay ngon tí nào đâu, nên anh em đừng có làm như thế này. Ở đây các bạn phay vớt. Đấy, đây là vết vớt này. Vớt ở đây nhiều cái mũi của anh em nó không được bóng này. Đa số nhiều anh em xài cái mũi rẻ tiền. Đấy, xài mũi rẻ tiền, hai nữa anh em mang ra đi hàn, hàn đồng, hàn bạc thau, xong về nhà anh em mài mũi này, nhìn chúng ta vớt nó rất xấu. Đó là cái quan điểm mình muốn chia sẻ cho các bạn.
Đó là 110 đơn giản đi. Rồi tiếp tục cái 125. Các bạn bẻ như này nó cũng sai. 125 ở đây rất mới, các bạn dám hy sinh cánh quạt để các bạn vớt ở đây, cánh quạt mới kit này. Đấy, các bạn cứ nghĩ rằng cánh quạt nó đẹp, các bạn mua mới về nhà, các bạn mang thợ tiện. Đấy, các bạn vớt. Đấy, các bạn lại khoan cho một cái ở đây, các bạn bảo thợ tiện để cho cái lồng đèn nó tương đương với cái ắc chẳng hạn như vậy. Mình sẽ lấy cái ắc thử xem. Bỏ đâu rồi, mất công đi kiếm mà nó mất thời gian. Đấy, thì anh em làm như thế này. Được chưa? Ừ, như thế này. Đơn giản các bạn vớt như thế này, lọn quạng dây cô loa nó vẫn rất chi là trùng luôn. Nhiều lúc vớt cái này dây cô loa thả hết xuống dưới này luôn cũng có. Nó sẽ trùng dây cô loa ngay. Mà đơn giản một cái nữa, đúng không ạ? Vớt cái này cũng là một người thợ tiện. Các bạn khoan cái này nó chưa đều luôn này. Anh em nhìn thấy không? Từ cái góc mà cái này coi như là cái ắc nó đổ ra đây, anh em thấy bề này nó rộng không? Bề này nó sẽ hẹp hơn này. Cho anh em coi này. Đó. Cái này bỏ thước kẹp vào nó sẽ bị chân lật nhau khoảng vài gem. Đây. Đây. Đấy. Được chưa? Cái quạt này mới các bạn mang ra vớt hư luôn. Chạy không có được đâu. Nên anh em đừng có hy sinh như vậy. Nó mất cái thời gian của chúng ta và chúng ta lại làm lại không ngon, không lành tí nào hết. Ở đây đó. Cái này cũng vậy, các bạn vớt này. Bên này nó rất lớn này. Rồi khoảng cách này lại càng ngắn này. Cho anh em nhìn luôn. Cái này mình không muốn lấy thước kẹp. Lấy thước kẹp đo anh em sẽ thấy rõ hơn. Thì có thể anh em nhìn thấy camera thì đây anh em cũng thấy rồi. Đấy. Ok. Tiếp tục tới cái chậu bi của 125. Mình chia sẻ ngắn gọn, các bạn chuyên trị phay bỏ cái đầu cái mõm này luôn. Đấy, các bạn là muốn cứ phay cái này để cho dây cô loa nó sát xuống ắc. Đó, để nó leo từ ở ắc leo lên. Nhưng vô tình nhiều lúc anh em phay cái này có thể làm dây cô loa nó bị trùng. Nếu chúng ta không biết cách cỡ để chúng ta phay độ đứng ở cái chậu bi này. Rồi anh em cảm thấy hay chúng ta chia sẻ. Đó, đấy anh em làm cái này nó sai hết lắp cho khách. Thì nữa mình sẽ chia sẻ các bạn. Rồi tiếp tục anh em lại mất thời gian, chúng ta lại phay 6 dẫn bi này, anh em lại phay quá lỗ, nó thành một cái G. Chẳng khác gì các bạn làm viên bi nhăn hư. Thì biết rằng cái viên bi sẽ không bao giờ leo tới cái điểm này được. Đúng không ạ? Bởi vì muốn leo được lên đây thì đương nhiên chúng ta phải nhờ vào cái công suất của động cơ. Đấy, còn ở trạng thái không tải thì chẳng qua nó lên một chút xíu thôi. Thì bi nó sẽ lăn ở lên trên này thì đương nhiên nó sẽ đậu. Đẩy 6 viên bi leo ra cao và đồng thời nó sẽ đẩy được cái trục sắt, đúng không ạ? Để cho hai cái má nhôm này ép lại gần nhau hơn. Đấy, bình thường nó sẽ như thế này chẳng hạn. Rồi, nhờ lực quán tính 6 viên bi nó sẽ đẩy cái chậu bi. Cánh quạt này thì đương nhiên nó sẽ là định tâm giữ. Và chậu bi này nó sẽ là nhờ cái ắc ở trong này nó sẽ đẩy 6 viên bi và đồng thời nó sẽ ép sát lại. Thì cái này cũng rất mất thời gian của các bạn phải mài. Có thể là mài một cái rúa hoặc là một cái vật gì đấy mài nhọn để chúng ta đục cái rắn bi này. Đục thế này cũng làm được. Bởi vì các bạn không có máy móc thì các bạn hãy làm cho mình cái rắn này nó đều, nó mịn. Để chắn viên bi nó có gờ, nó bị sốc viên bi. Cái thứ hai viên bi nó bị hư. Đây mình chia sẻ anh em có cái G này. Đấy, cái này là các bạn tập này. Cái này thì nó có quá G luôn. Thì các bạn hãy chịu khó làm cho nó ok một tí. Thì anh em bớt 6 cái rắn bi này thì đương nhiên nó cục ra tốc.
thay đổi ngay. Nhịp lên nó cũng phê ngay. Mà nhiều lúc các bạn lại mở cái này có thể nó bị sai. Các bạn lại vớt cái này có thể là nó bị sai. Thì được cái nọ mất cái kia. Hay chia sẻ lên anh em ơi. Mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó. Thứ nữa mình sẽ cho anh em. Ở đây là chúng ta mang một cái tinh thần, một người thợ chúng ta cùng nhau chia sẻ. Chứ lỡ may các bạn nhìn thấy các bạn vớt cái này tôi lên tôi chia sẻ thì các bạn lại chửi tôi thì nó không hay. Đúng không? Anh em đồng tình không? Đồng tình bấm cái ok. Đấy, lỡ sai thì chúng ta có thể sửa. Chưa muộn mà. Chứ ở đây nhiều lúc các bạn đừng có nghĩ rằng tôi lên đây lại biết một chút xíu tôi chia sẻ. Đấy, tôi lại dạy đời, nó không hay. Tôi muốn là anh em của chúng ta luôn 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 phải phát huy và thành công hơn. Các bạn thay đổi được thì các bạn thành công. Chứ tôi không chẳng được cái gì của các bạn cả. Tôi chỉ biết gì là chia sẻ. Ok ok hàng loạt đi. Nếu chúng ta là một người thợ, chúng ta đồng tình với Đình Tuấn thì hãy bấm cho chữ ok. Còn cảm thấy sai chỗ nào, cảm thấy không đồng tình thì hãy viết một cái comment: Tuấn ơi giải thích như vậy mình không thấy ưng ý, mình cảm thấy không đúng. Thì hãy viết cái ok. Đúng không ạ? Mỗi người bấm cho một cái nhóm để chúng ta chia sẻ, để anh em chúng ta cùng nhìn thấy cái đoạn clip video này. Trời, bữa nay dạo ở đây nó hay mưa liên tục nha các bạn. Đó, đúng không? Chạy sẽ không ok. Mình giải thích cho anh em là biết rồi. Chứ bây giờ mình không muốn là lắp lên con xe mình thử cho anh em nữa, nó mất thời gian lắm. Đúng ra nữa mình sẽ lấy cái bộ này, mình sẽ lắp trên xe và nổ garanti và xem anh em thấy ở trạng thái garanti như thế nào. Và mình sẽ kéo ga lên coi ra tốc như thế nào. Mình sẽ kéo trong vòng khoảng 5-7 phút hoặc là 10 phút như vậy. Và đồng thời mình sẽ tháo ra kiểm tra 6 viên bi của mình. Nó sẽ ảnh hưởng ngay. À, nó sẽ có dấu ngay nếu các bạn vớt như thế này. Đây. Đấy, cái này các bạn mở dẫn bi để nó chạy lên cao một chút xíu. Đấy, các bạn làm như vậy nó bị sai. Đây các bạn thì nhau vớt. Còn cái này vớt qua một bát thì các bạn không mở dẫn bi thì đương nhiên nó cũng chẳng có hơn được bao nhiêu cả. Nhiều hay ít là chúng ta nhờ mở cái dẫn ở đây để cho nó ăn gian 6 viên bi leo cao hay một tí thôi. Đó. Và cái này phải phối hợp với các bạn là vớt hai mặt thì nó mới hiệu quả. Còn anh em nào muốn ở nhà có thể là tập vớt hoặc là cái gì đấy thì chúng ta làm như này nó rất mất tiền oan, mất tiền. Và quan trọng nhất là anh em sẽ mất khách. Nếu một người khách hàng người ta cảm thấy khi một con xe zin chạy như vậy và vô tình được anh em giới thiệu và anh em tư vấn và khách hàng đồng ý làm, nhưng thật sự làm có thể khách hàng không hài lòng và ghé các bạn lại căn chỉnh lại khoảng 2-3 lần thì khách hàng không khoái nữa, thì khách hàng có thể đi tiệm kế bên, tiệm ở gần khu vực sửa. Thì đương nhiên gặp một người thợ ấy có chuyên môn chẳng hạn như vậy, đồ người ta chất lượng hơn, cũng là một cái món đồ nhôm này, hàng loại tốt, nhưng cái cách vớt của người ta khác nhau. Người ta lắp vào con xe chạy ok hoàn hảo hơn, gia tốc ngon hơn, chạy êm hơn thì các bạn sẽ bị mất khách. Đấy, và đồng thời không phải mất riêng một người khách đấy, và có thể chúng ta mất rất nhiều khách. Bởi vì miệng thế gian mà. Người ta đi đồn sợ nhất là nhiều người khách hàng. Cái miệng người ta tí lia. Thành công cũng nhờ một người khách hàng, thất bại cũng nhờ một người khách hàng. Thì ở đây mình chia sẻ như thế. Còn thật sự anh em nào muốn ok vớt thì anh em bỏ ra một bộ như thế này. Mình bán cho một bộ về nhà, anh em có thể mang vào thợ tiện. Nếu thợ tiện ấy đủ trình độ
thì nhìn theo cái mẫu này, lấy thước kẹp đo độ, thước đo độ ấy, để anh em cho thợ tiện xem và vớt. Để được vớt như này, một thợ tiện ở quê chúng ta cực kỳ là khó. Nó được đều cho anh em đo thước kẹp, nó đều riết cho anh em ở trạng thái những cái cặn này. Đó, rất đều. Còn chưa chắc các bạn chơi GNC đã chuẩn. Đấy. Mỗi người nó có một cái cách vớt khác nhau thì tùy anh em, có thể anh em cứ đi tham khảo. Mình ở đây không muốn nói mất lòng ai cả. Được chưa? Đây. Đó, và anh em có thể mua một cái bộ của mình về anh em tham khảo. Anh em vớt, còn cái này thì đơn giản rồi. Cái quan trọng nhất là một người có cái mâm, có cái gá, chứ không phải là bỏ lên một cái bàn tiện chúng ta kẹp ba cái vấu vào, chúng ta gõ cóc cóc là chúng ta vớt từ cái chậu nhôm này, nó rất là khó. Đây, và đặc biệt cái mũi vớt. Nồi này thì có vô vàn kiểu làm, vô vàn người thợ, không có thợ nào làm đúng thợ nào cả. Mỗi người người ta có cách vớt riêng của người ta. Đó, thì anh em cứ tham khảo. Đấy, chúng ta mua về đây cái cách quạt nó khác quắt liền cho anh em. Kể cả cái này bây giờ chúng ta có thước đo độ thì chúng ta sẽ kẹp vào, chúng ta nhìn thấy nó sẽ nghiêng khoảng bao nhiêu độ, đứng bao nhiêu độ ngay. Thì anh em cứ tham khảo. Đấy là cái chậu bi và cánh quạt. Thì thay vì chúng ta bỏ tiền ra mua bộ mới, chúng ta đi vớt như vậy nó hư, thì chúng ta đầu tư một bộ. Thứ nhất là chúng ta thử, chúng ta test. Thứ hai chúng ta biết về tay nghề, nó không hư, mang thợ tiện bảo ông vớt được cái chiêu này không thì ông vớt, không có thì các bạn mua. Đây, tiếp tục ở đây mình đang mô phẩm là cánh quạt xong, tiếp tục nó sẽ là cái chậu bi. Đó. Đây, đây các bạn phay một cái lồng đèn nó to, có thể dây cô loa sẽ rớt xuống đây, nổ gan ti nó sẽ vỗ phật phật. Tùng dây cô loa đấy ạ. Đấy, đâu phải là dễ lấy tiền. Còn nếu anh em vớt mặt trong như này được thì anh em phải làm độ láng như thế này. Đây, tránh tình trạng bi nó bị vấp, gọi là từ bi bị vấp, chúng ta đi bị vấp té đó. Đây, vấp té. Đây. Đó. À, Minh Uy tối qua khuya quá, Tuấn bận công việc, tí nữa gọi cho Minh Uy nha. Đây. Cái nào thì tiền nào của đấy thôi anh em ạ, kể cả vớt cũng vậy. Ừ, cái gì nó ra cái đấy. Và anh em có thể tham khảo mua một bộ vớt tay, một bộ vớt bằng máy CNC về nhà chúng ta có thể thử nghiệm. Chúng ta để nổ gan ti xem một cái bộ vớt tay và cái bộ CNC như thế nào. Thì anh em có thể mua về nhà, anh em tham khảo. Đó, tham khảo bộ nồi. Thì 14 độ hoặc là 13,5 độ thì tùy theo một người vớt. Có thể là vớt máy CNC 14 độ, vớt tay 14 độ và có thể móc. Thì nhiều cái không thể nào hai cái có thể 100% giống nhau được. Đúng không ạ? Nó phải có chân lật nhau. Tuấn dám đảm bảo điều đấy với anh em. Thì nếu anh em có nhu cầu thì anh em cứ thử nghiệm. Mua bộ vớt CNC, bộ vớt tay về nhà chúng ta tham khảo. Nó như con người của chúng ta vậy, như một người thợ ai ai cũng sửa xe. Rồi, anh này cũng đề bảng chuyên sửa phu xăng điện tử, khóa smart key. Anh kia cũng sửa chuyên phủa phu xăng điện tử, khóa smart key. Nhưng một con xe tình trạng đấy mang vào cửa hàng đấy, hai cửa hàng đấy sẽ có cách xử lý khác nhau. Ông này cũng học FI, ông này cũng làm khóa smart key, ông kia hai ông cũng đề bảng như nhau. Nhưng thật sự vào sẽ có cách xử lý như sau. Kể như kiểu những thầy dạy FI cũng vậy.
mỗi người có một cách dạy xử lý riêng hoàn toàn. Chứ không phải là ông thầy này dạy FI cũng dạy như vậy, ông này dạy FI thì cũng như vậy khác. Tuy nó cũng là một con cảm biến, tuy nó cũng là một cái hộp cầu trì, một con rờ le, nhưng mỗi người có một cái dạy khác nhau chẳng hạn như vậy. Có người dạy thì kiểu này, làm sao cho thợ dễ hiểu. Có người dạy kiểu kia. Thì cái hộp cầu trì này tí nữa mình sẽ làm một cái đoạn clip dài trong vòng khoảng 10 phút. Mình sẽ đưa lên YouTube cho anh em từng cái sợi dây này. Ở đây tổng cộng là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sợi dây và thanh sắt là 17. Mình sẽ hướng dẫn anh em nó chạy như thế nào. Đấy, trên hộp cầu trì của A-Black. Đúng không Minh Uy? Đấy, mỗi người nó khác nhau. Như kiểu Minh Uy cũng khác Đình Tuấn vậy. Minh Uy cũng chuyên làm xe ga, Đình Tuấn cũng chuyên nồi xe ga. Mỗi người có cái cách làm khác nhau. Ở đây là mình mô phẩm chứ không phải là chê đồ này chê đồ kia, do các bạn không có đồ để chúng ta vớt. Đó, thì chúng ta phải làm bằng tay, nhưng chúng ta chịu khó thẩm mỹ một tí. Bởi vì cái thời buổi này kiếm tiền nó khó, bởi vì sao? Lỡ may mà khách hàng ấy rơi vào tay người khác, thợ khác, thì người ta lại có vài câu nói không hay cho người thợ trước, thì chúng ta làm như vậy sẽ mất khách. Nguyễn Hoàng ok không anh? Ok, cho em xin like. Chậu khá mới. À, đặc biệt nhất là cái quạt này các bạn mang ra các bạn chơi ngay mới kitsch. Ốc dầu ốc kitsch này, các bạn mang về các bạn thử nghiệm, các bạn vớt mang cái quạt, các bạn chịu khó đầu tư. Đúng, anh em này chịu đầu tư, nhưng thật sự đầu tư này nó hư hết. Để các bạn muốn bản tiêu chuẩn thì các bạn ủng hộ mình một bộ đấy, về nhà các bạn đo, các bạn vớt láng để bi nó lăn này. Bảy sắc cầu vồng, anh em nhìn thấy bảy sắc cầu vồng không? Đấy, bảy sắc cầu vồng, mũi tiện nó bén cỡ đó nha anh em. Làm hai tiền nhiều, làm tiền ít, tiền ít. Làm ít tiền ít. Sao ăn mặn Lê Văn Mặn, sao ăn đó. Sai hết. Cái bàn này thì nó sẽ bằng rồi. Chúng ta đặt cái thước kẹp lên là chúng ta sẽ biết ngay. Có thể bỏ xuống nền đá hoa, gạch men, hoặc là bỏ lên tấm kính thì các bạn cũng nhìn, các bạn cũng đủ thấy rồi. Đấy, hy vọng rằng anh em đừng làm như vậy. Đấy, cái đó là mình mô phẩm cho cả nhà. Đấy, nó sạch sẽ, anh em phải chịu khó bốc ra, anh em thả. Nay mình gặp một cái vấn đề nồi này mình thấy không ổn thế nào hết, nên mình chia sẻ cho các bạn và anh em chúng ta thay đổi ngay ngày mai để chúng ta đi tới cái mục tiêu nó lớn hơn. Đây 110. Mười bốn anh em, 13.5, 14. Ok Nguyễn Hoàng comment em Messenger nhá. Đây,
Tiền ai cứ bay hết tiền ăn à? Đấy, còn anh em nào ok nhà có máy phay máy tiện thì chúng ta mua một bộ. Thứ nhất là chúng ta lắp thử xe, chúng ta trải nghiệm và đồng thời chúng ta lấy cái mẫu rồi chúng ta vớt. Nguyễn Hoàng comment chiều nay em gửi hàng luôn nha anh. Nồi niêu xoong chảo cho vậy là khó lắm nha anh em. Nó đơn giản nên nó khó còn hơn FI. Cái nồi này ấy, cái nồi này là cái kiếm tiền ok nhất nhưng thật sự đôi khi nó cũng khó. Rồi bao nhiêu người đồng tình muốn mình chia sẻ hết cái hộp cầu chì của A Black 216 hoặc là 213, 214, 215. Này. Đấy, dây nó được nối liền như thế này. Đấy, nó còn có dây đỏ vàng thì anh em biết rồi, dây vàng, dây màu xanh, đen sọc trắng, hồng sọc xanh, đỏ sọc nâu, đen sọc đỏ và đen sọc trắng. Cái này là sau khóa này, mỗi cái dàn bên này sẽ là trước khóa này. Đấy, những cái này chưa bật khóa điện nó luôn luôn có điện bởi vì nó trước khóa. Cái này là sau khóa, rồi le chính, rồi le khởi động đề và sạc. Thì bây giờ cứ nôm na mô phẩm cho anh em, một cái nồi zin này thì chạy 1 năm độ bền. Thì bây giờ chúng ta muốn cái nồi này gia tốc thì đương nhiên muốn nhẹ, muốn phê thì đương nhiên nó còn khoảng lại 11 tháng, nó chân lật nhau khoảng 1, 2, 3 tháng gì đấy. Đấy, được không? Đấy. Muốn nhẹ, muốn mặn, muốn gia tốc thì đương nhiên nó phải chân lật nhau với nồi zin, đó là cái rõ ràng. Muốn phê, muốn bền như zin thì lại rất chi là khó. Phải cho phép có sự chân lật. Hộp cầu chì này để em làm video em gửi lên, đăng lên YouTube cho anh em. Mới cầu chì này nó cực kỳ là đơn giản thôi, những cái này nó nối tắt hết rồi. Tắt hết rồi, cái này không nói. Nó còn có mấy sợi dây đây, búng nhả một cái là ra bận ngay. Rồi. Rồi cái này là từ bình ắc quy này. Đấy, bình ắc quy nó nối tắt vào đây luôn này. Rồi cái này ra bình này. Cái này xuống IC này, bữa nào em sẽ làm clip. Còn mấy sợi dây này em đọc từng dây một cho anh em. Và nổ tất cả chức năng cầu chì ở đây, cũng đọc cho anh em nổ từng cầu chì ở đây, nguyên nhân tại sao luôn. Đấy, nó dễ cực kỳ như vậy, hy vọng anh em đừng cắt dây. Đấy, đây, zin nữa này. Đây, dây này xuống IC đỏ vàng. Hai dây này từ dương bình ắc quy này. Đúng không? Cầu chì tổng 25A này. Cái này đề này. 12V sau khóa này. IC dập mát này. Đóng tiếp điểm này. Để lấy dương trực tiếp từ bình ắc quy không qua cầu chì này. Rồi đây là con relay chính này, tí nữa em sẽ làm clip. Còn mấy cái dây này long quăng. Dây này sẽ là đỏ nâu, nó chạy vào IC luôn này. Trước khóa chạy thẳng vào IC này. Rồi có người chuyển khoản mua máy rồi. Làm nồi bắt tốt gọi là bắt tốt đúng không? Bắt tốt chạy mặn tăng HP. HP nhưng anh có tính tuổi thọ của cây gen không anh Tuấn. Mình không phải là thợ sửa xe nhưng thích học hỏi. Cây gen chẳng liên quan gì anh em. Theo mình biết ấy, mình không phải là kỹ sư, mình chỉ biết tới đâu mình chia sẻ nhá. Có gì anh em đóng góp
Nếu nhiều lúc bảo mình lại tài quá. Một ông làm cái nồi này để chạy ở vấn đề hạ trống xuống có tải, đi một chở hai chở ba chở gia đình. Đó. Còn bây giờ làm cái nồi này hay bất kỳ một con xe riêng cũng vậy, đứng ở trạng thái không tải cứ kéo ga nẹt đùng 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 đùng, như kiểu mà chúng ta bị có tí rượu tí bia vào á, thì bất kỳ một con xe nào ảnh hưởng. Còn khi những cái nồi này đã gia tốc cho các bạn và anh em chạy thì chẳng bao giờ ảnh hưởng tới cái rên nhiều. Đấy, chẳng bao giờ ảnh hưởng tới cái rên nhiều, mình dám khẳng định anh em điều đấy. So với các bạn làm cái này để gia tốc, để bám hơn, để ba tốt hơn, và tùy theo các bạn có đi cái lò xo hay không, cái lò xo trụ ấy, các bạn đi lò xo năng quá thì ảnh hưởng tới cái dây cô loa. Mình đang nói zin có thể là chạy khoảng 30.000 đi, còn các bạn làm bẻ độ như vậy thì các bạn chạy khoảng còn khoảng 25-27.000, và nó chênh lệch nhau khoảng vài ngàn để các bạn và anh em đổi lại cái sự sung sướng trên một con xe chạy nhẹ, nhịp ga là chạy, thì nó phải có như vậy. Chứ không phải chúng ta vừa được sướng vừa được phê mà lại vừa bền như zin thì không có. Mình chia sẻ thật luôn. Và cái sự hao mòn và chân lật nhau của nó với zin thì không có nhiều lắm. Chúng ta cảm nhận là cái sướng. Rồi, như thế thôi. Rồi, anh Duy Lê và những anh em khác có hỏi cái gì, điều kiện gì được không? Và tùy theo anh em có thay đổi kích cấu lò xo ba càng, lò xo trụ ở cái bu ly ở đằng sau không? Và cũng tùy theo dòng xe thì anh em biết rồi, 110 anh em làm thấy cái này nó ngắn, đúng không ạ? 125 đường nó dài hơn thì anh em biết rồi, cái nào sẽ có gia tốc. 110 thì thay cái này vào thì không được, nó sẽ bị đục lốc. Đấy. Và có thể thay cái này vào thì anh em phải hiểu rằng cái công suất của cái động cơ nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, một thằng ví dụ 110 thì chưa được 110 rồi, đúng không? May lắm mà 100 mấy. Rồi một thằng dung tích, một thằng di lăn 125 hoặc là 150cc thì đương nhiên chưa chắc đã đủ cái dung tích 125. 125 có thể còn khoảng 120, 110 mấy. Ở 150 có thể còn 140 chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta cứ để cái phân khối cc là 125, 150cc, hoặc như xe 350i của Việt Nam, nhưng thật sự công suất của nó chỉ còn có nhiều hơn 300 chẳng hạn như vậy. Ở 320, 330, 300. Đó. Đấy thì chúng ta cứ hiểu nôm na như vậy thôi. Không cần phải chuyên sâu làm kỹ sư làm cái gì đau tổn thương cho bộ não. Miễn sao chúng ta cảm thấy ok làm, cảm thấy tốt, hiệu quả, cứ bài đó chúng ta làm. Còn chúng ta làm cái bài đấy không hiệu quả thì chúng ta phải thay đổi một chút xíu để cho nó hoàn thiện hơn bài nồi, để chúng ta làm cho tốt cho khách hàng. Tốt cho khách hàng thì chúng ta lại có lúa, đúng không? Đấy, thế thôi. Hãy như nồi căn. Nồi căn ngày hôm nay nấu không ngon thì hãy nghiên cứu vào lần thứ hai vào bếp. Lần thứ hai vào bếp gần đạt tiêu chuẩn, gọi là ăn vừa miệng, mà cảm thấy vẫn chưa phê, chưa ngon, thì lần thứ ba hãy cố gắng học tiếp để chui đầu vào bếp, làm cho nó hợp cái hậu vị của cái miệng mình ăn, cảm thấy nó sướng. Và cái bài cứ như vậy, nhớ như vậy làm, cứ như vậy làm là chúng ta sẽ đạt. Còn chẳng có ai làm một phát mà để thành công cả. Một ông kỹ sư để nghiên cứu ra, ông phải bỏ mất bao nhiêu thời gian, và ông có thể ông làm hư khá là nhiều, nhiều cái bản vẽ, ông lập trình những cái bo có thể nó bị sai. Đấy, đúc kết vào một con IC có thể sai nên người ta mang đi hủy bỏ. Đấy, hoặc là nó bị lỗi một cái thứ gì nhỏ nhoi trong đấy mang bán, bẻ rắc bán. Thì người tiêu dùng Việt Nam về nhà lại cố gắng tận dụng lại. Đấy. Đúng không ạ? Cố gắng về nhà tận dụng lại. Đấy, để cố gắng cày cấy lại, đắp mặt lại, hàn rắc lại để lắp cho con xe cho chạy được. Đấy.
còn đúng tiêu chuẩn của nó, hư là bỏ. Ok anh em thấy không? Nó đơn giản như một cái xe mà ở đấu giá ở trong đồn công an đi, thì ai cũng biết là xe đấu giá rồi. Xe đây đúng tiêu hủy hết. Nếu mà như nước ngoài là nó tiêu hủy hết. Tại sao nước ngoài là người ta dùng xe lưu, máy múc để người ta ép cho hư? Còn đa số Việt Nam mình xe đấu giá hoặc là xe hết nát để bán sắt. Thì bây giờ vô tình có vài ông lái mua bán xe, rồi ông ấy thu lại cái lâu ấy, thì ông cũng thuê một người giò đá vào để cắt đôi khung, chia làm hai ra, thì coi như xe đấy không thành công nữa thì bỏ. Nhưng cuối cùng về mới ông mua bán xe cũ hầu như không bỏ, mới ông tiếp tục về nhà lại khung dựng lên, tiếp tục cái thằng giò đá mày vừa cắt cho tao mày lại hàn lại cho tao, và có thể mài đi lại sơn lên lại bán với giá thành rẻ. Đó là quy luật chúng ta sống. Đúng cái xe đấy là phải tiêu hủy, nhưng ở đây chúng ta vẫn vào, chúng ta cắt, chúng ta vứt lên xe ô tô, chúng ta chở một đống đống, cuối cùng về nhà chúng ta lại hàn lại đấy, chúng ta lại dựng lên nhiều con xe khung nó còn ngon chẳng hạn như vậy, lại mang thị trường lại bán vùng trên, hoặc là cho nhiều người có nhu cầu người ta mua xe, người ta chở hàng, người ta đi làm giá thành lại rẻ. Đấy, cuộc sống là như vậy. Nên Việt Nam mình thì đa số nhiều nơi thì đa số cứ mót mét cái điều đó, nó khác với nước ngoài chẳng hạn như vậy, hết đát là rục. Đơn giản như nhiều con ô tô xịt khói đen khói đỏ ra, hết cả kiểm định rồi vẫn chạy phào phà. Khi mà muốn dừng lại hoặc là đồng thời muốn lên một cái dốc, muốn cái đèo thì nó phải đạp khói đen khói đỏ ra. Nói chung là gọi là từ khói xịt đít thì không ô nhiễm sao mà được. Thì chẳng có ai giải quyết được vấn đề cả. Rồi lỡ may đi đường gặp công an thổi thì lập biên bản, hoặc đồng thời đưa vài tờ châu xanh chẳng hạn như vậy, rồi lại chạy tiếp. Đó là cái quy luật của cuộc đời này. Còn nhiều bố làm FI bảo mẹ mua máy về nhà đo khí thải tiêu chuẩn, đo thế mẹ là được. Một tay của các bố không thể nào mà che được nguyên cả cái bầu trời này. Dù cho các bố làm thì các bố cũng không bao giờ đủ sức khỏe để làm được điều đấy. Còn chúng ta lên trên mạng để chúng ta nói, chúng ta mua thiết bị về nhà để chúng ta đo lường khí thải ra môi trường có đạt cái tiêu chuẩn hay là không, điều rất khó nói thôi. Hoặc là những bài báo chẳng qua nói thôi, không làm được điều đấy. Đấy, làm điều đấy nhưng có xe phải chạy có hạn trong vòng khoảng bao nhiêu năm tiêu hủy hết. Chỉ có xe lưu nó cán là hết. Còn trừ khi không có xe lưu thì đương nhiên vẫn về nhà, vẫn tái sử dụng lại chuyện bình thường. Niềng, lốc máy, chỉ có xe lưu mới là máy múc, cán thì nó mới móp, mới bể, thì chúng ta về nhà không còn cắt nào được, thì đó mới gọi là hết. Hết độc tố khí thải. Và đặc biệt nhiều dòng ô tô anh em để ý thấy không, lốp mòn như thầy chùa không thay, nó nổ một phát rất nguy hiểm cho những người đi đường. Bởi vì chúng ta gọi là từ tận dụng, hoặc là nhiều cơ sở làm cái lốp tái sử dụng lại giữa cái cao su chết và cao su sống để cho nó sự đàn hồi lại với nhau, thì thật sự sẽ không còn dính. Nó đơn giản như xi măng ở đây, nhựa đường ở đây, không muốn móc lên mà muốn chám thêm một lớp nữa thì giữa hai cái mặt đấy nó ăn, nhưng độ bền sẽ không cao. Đó là cái sự chúng ta làm lốp. Tuấn cũng hiểu khá là giỏi về cái làm lốp. Thì vấn đề làm bất kỳ một cái gì, một cái lốp cao su thì đương nhiên phải có cái lỗi rồi. Bởi vì con người chúng ta làm lỗi, keo hoặc là người gia công không chuẩn, thì đương nhiên nhiều cái lốp bị phù. Phù thì nhiều công ty có thể vứt đi cái lốp lỗi đấy, thì đương nhiên bị phí, và đôi khi phải tái sử dụng lại, vá lại cái lỗ hổng mà chúng ta bị lỗi, rồi tung ra thị trường bán nhiều cái lốp nó bị phù. Phù cái chỗ đó là có nghĩa là sao? Nhiều các bạn vô dầu ăn gia công sản phẩm, dầu chưa kịp khô
đơn giản chúng ta vá một cái miếng keo, vá xăm vậy. Nó chưa khô mà các bạn dán miếng keo vào thì nó không dính rồi. Nên chúng ta nhiều người ăn sản phẩm, số lượng nhiều kiếm nhiều, thì nhiều cái lốp đấy, cái cao su về giữa cái lớp bố đấy, đấy cái lớp bố đấy nó chưa được ăn nên nó tạo ra một cái phồng ở trong đấy, thì ép vào cái lốp thì trong quá trình chạy nó sẽ bị phủ rồi, đấy là chuyện bình thường đấy, trong quy luật. Và nhiều cái lốp chạy bị nhảy là do người bị gối cái mí này, một cái tấm keo nó không bao giờ tròn như thế này được, đúng không? Nó chạy thẳng cho các bạn. Thì một người gia công thì đương nhiên người ta mới lấy cái keo đấy, nó mới vòng qua gọi là cái talon, và đồng thời có chất keo. Và người thợ gia công đấy, người ta dán những lớp keo lại với nhau, và đặc biệt người đấy gối mí như thế này đấy. Khi mà ráp mí lại thì nhiều cái người thợ đấy ráp mí ở trạng thái cái mí nó khá là dày đấy. Dày thì khi mà một người thợ tiếp tục người thợ hấp lốp thì đương nhiên một cái lốp ra trạng thái khoảng 15 phút ra một lần 5-7-10 cái lốp, thì đương nhiên nhiệt độ nó như nhau chẳng hạn, nhưng cái lốp này có thể là nó bị dày cao su thì nó chưa chín đấy, thì nhiều lúc anh em chạy nhiều cái lốp rẻ tiền nó hơi bị nhảy chẳng hạn như vậy đấy, nó khá là vân vân. Thì tùy theo cao su, cao su thì đương nhiên pha nó như kiểu mà chúng ta pha xăng à, pha gì, pha xi măng với cát đấy, một cát à, một xi thì bao nhiêu cát, ví dụ một xi mà 7 cát đây, ông này ông pha tới một xi mà tới 10 cát thì đương nhiên cái tường không còn tốt. Còn nếu cái tường nó chỉ có xi không thì nó nhăn nít đấy, thì cái cao su xe lốp và đồng thời cái ruột người ta làm như vậy. Có rất nhiều người pha hóa chất khá nhiều nên nó sẽ là nhăn mòn, bởi vì nhiều cái lốp rẻ tiền đấy, nó thế thôi. Cái cuộc đời này thì chúng ta hãy chịu khó nghiên cứu nhiều và đồng thời tham khảo nhiều những cái nơi mà cảm thấy chất lượng ok để chúng ta học, thì chúng ta sẽ biết được khá là nhiều cuộc sống này. Và cuộc sống này bùa ngải và nói chung là đủ các loại thành phần, cái gì tôi cũng biết mà không biết được nhiều nói chung là chỉ nắm được cái hiểu biết thôi. Rồi, clip buổi trưa nay hướng dẫn về anh em nồi và nói chuyện sàm sàm ba láp một chút thiếu. Rồi, Trần Hội để chào anh trai. Thì hy vọng rằng chúng ta hãy cố gắng nắm bắt được nhiều thì chúng ta sẽ thành công. Còn nắm bắt được nhiều mà không thành công thì thời chưa đến, chúng ta lại tiếp tục phải ngồi chờ tiếp. Hãy còn tia hy vọng thì còn chờ, còn sức khỏe thì phải còn có mục tiêu, sẽ đến bất kỳ một lúc nào. Và nhiều lúc trẻ chưa đến được nên chúng ta bỏ cuộc thì nó mất đi qua. Còn chúng ta cố gắng, nếu còn sống được ở cái tuổi khoảng 40-50 vẫn phất được, 45 thì phất, khoảng 5 năm nữa là 50 cũng tốt, trong vòng 5 năm trời cho thì lên cực kỳ, đúng không? Anh đeo kính đen trung điệp coi bữa nào xếp sắp ở ngoài phù cát đập đá, thầy trò em ra nhậu một bữa. Bữa nào buổi trưa em ra ngoài đấy đi, các anh làm buổi sáng, buổi chiều các anh nghỉ sớm, anh em mình tập trung nhậu một bữa, được không anh Trung Điệp? Hô hào khu vực ngoài đấy. Thì ở ba anh em, bốn anh em, người gà người bia, em là khách mời. Anh không bỏ bi nhỏ trong ba càng cho em hở. Bi nhỏ là cái gì? Cao su chứ. Đây, cao su này đây. Cái này là cái cao su ba càng. Để làm gì? Để cho ba càng đi ra và đi vào cho nó ok hơn này. Đấy. Và ba cục cao su này lâu ngày nó bị chai, nó cứng, có thể móp, nó làm có thể chúng ta nổ garanti không ngon luôn. Đấy, nếu các bạn nào bị rồi các bạn sẽ biết ba cục cao su này nó cũng hằn anh em trong cái bộ nồi.
và bộ nồi không cho phép chúng ta thực hành. Và thì anh em hãy chịu khó thay cái ba cao su này, tư vấn khách hàng trong quá trình hoạt động nó nóng, lực ép búng nhả của cái lò xo và búa và càng thì chúng ta phải cần tư vấn thay có lợi nhuận. Vẫn nhập về một lần có khoảng vài trăm bộ cho tới 1000 bộ này thì anh em biết rồi, một cái bì này khá là nhiều. Một bố ba càng thì đương nhiên nó sẽ xài được 3 viên cao su bố ba càng. Đấy, cái này gọi là cao su bố ba càng. Đấy, bữa nào để cho anh em khoảng vài chục bộ về nhà tháo thay hết, xe nào vào cũng phải thay hết. Và cái thời này là cái thời công nghệ, có nhiều bạn và có nhiều anh em ở đây, tôi vẫn không biết là anh em nghĩ tại sao anh em mang ba cái cao su này ra để anh em mài cái hình tam giác để anh em lắp vào như một cái xe số. Bố càng xe số thì tôi thua, thì tôi chưa biết đi cái bài đấy là bài gì. Ở đây tôi khá là nhiều anh em mang tới cái nồi tôi mở ra ba cục bao cao su này thì anh em lại mài, có nhiều cái thì anh em mài hai mặt vát xéo, và có rất nhiều cái tôi thấy anh em mài như một cái hình tam giác. Thì tôi không biết rằng anh em lại mài cái đấy để chúng ta gia tốc cái gì, thì tôi không hiểu được điều đấy. Còn vấn đề tôi lắp vào và tôi cảm nhận được ba càng ôm nó tựa êm ái và bung ra. Và anh em phải hiểu rằng ấy, khi mà cái bố ba càng không được lắp cái chuông, chỉ cần nhíp ga nhẹ một phát, ba cái lò xo đứt ngay hoặc đồng thời bay cái đế ngay, nó mạnh tới mức độ như vậy. Thì đương nhiên chúng ta sẽ là gì, vòng tua lên cao, thì đương nhiên lúc này sẽ đẩy 6 viên bi và để hai mâm nhôm sát nhau, thì lúc này nó mới kéo được cái bu li nồi sau và tiếp tục thắng được cái lực, đúng không ạ, ép cái lò xo và đồng thời búa ba càng sẽ quăng. Đấy, ta cứ hiểu nôm na như thế. Cái gì cũng vậy, nó phải nhờ cái lực quán tính hết. Đấy, nếu không phải nó không nhờ cái lực quán tính thì làm sao nó quăng được. Giác Trần, hello anh em. Thì mình ở đây mình cũng tò mò, cứ cảm thấy tham khảo cái gì nó hay, đúc kết nó lại thôi. Thì nó không được tuyệt hảo, không được giống như những người mà học thức cao, hiểu rộng. Bởi vì người ta làm kỹ sư, người ta được đào tạo chuyên nghiệp thì người ta có thể nói hay hơn. Còn Tiến Tuấn đây cũng bao nhiêu người anh em khác, có thể là cái tầm nói chưa hay, chưa đến, thì anh em hãy thông cảm, mình chỉ biết tới đó thôi. Cái này nó chỉ được tới đó thôi. Anh em muốn được nhiều nó cũng chẳng được, bởi vì nó chỉ được nhiêu đấy thì anh em phải thông cảm. Bởi vì đầu thì ai cũng giống ai cả, bia thì ông nào cũng uống, quan trọng ông uống nhiều cũng ít, bởi vì nó tùy theo cái bộ não của con người. Thì rất mong anh em thông cảm. Còn hy vọng rằng hết cái dịch này thì anh em nào có nhu cầu muốn học để có cảm nhận phê về FI, về động cơ, về nồi niêu song chảo, về khóa sở mất kỳ, về cái lĩnh vực kinh doanh, về cái lĩnh vực lấy tiền, thì mời anh em hết dịp này chúng ta đăng ký một khóa. Hãy chịu khó xa vợ, xa người thân, xa gia đình 15 ngày thì cả đi cả về mất khoảng 17 ngày. Sẽ có một khóa học 10 ngày cho tới 15 ngày tùy theo anh em quyết định. 10 ngày phun hết FI để xuống núi. Còn nếu 5 ngày nữa anh em muốn ở lại thì đương nhiên tiếp tục gia công công lực. Đó là rơi mất anh em 15 ngày đến với Bình Định hết mùa dịch. Hết dịch lúc nào, bình đẳng lúc nào thì đương nhiên nhà nước cho chúng ta di chuyển từ nơi này qua nơi khác và được kiểm định, được xét nghiệm, bởi vì Bộ Y tế Covid không còn nữa, thì mời anh em đến với Tiến Tuấn một chuyến. Tất cả chúng ta học
đều là những cái xe được chạy, được thực hành để cảm nhận, chứ không phải một con xe chết. Dạy để một con xe chết, anh em không có cái khả năng để chúng ta chạy, chúng ta thử thì chúng ta không có cảm giác. Cái vấn đề một người thợ được kiến thức nhét vào, được học, và cái quan trọng người thợ đấy được chạy được một con xe đấy để cảm nhận, nó có sự sung sướng. Nó sung sướng và tự tay chúng ta làm mà chúng ta được lắp, chúng ta chạy. Về nhà chúng ta mới phát huy được cái cửa hàng này ok. Với Tiến Tuấn là như vậy. Còn xe để cho các bạn thực hành không, mà các bạn không được chạy thì các bạn không có cảm giác. Thì đơn giản cuộc đời này, mà nếu mà không có cảm giác thì ăn ơi, em mất cảm giác rồi ăn. Đường rộng và dài, ăn cứ bước đi. Đừng để em có thể cô đơn bơ vơ một mình, thì ta không khoái. Lắp thì phải có cảm nhận, nó mới gọi là có độ sướng và phê. Với Tiến Tuấn đào tạo khác những cái nơi khác là ở đó. Rồi, phần trăm pin của mình lúc này chỉ còn 2%. Xin chúc tất cả anh em có buổi trưa ngon, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Xin chào và hẹn gặp lại những clip phía sau. Nay hết bụi nhìn đẹp trai, ok. Trai lúc nào không đẹp. Bình Định xin chào cả quý khách. Mười lăm ngày anh em chuẩn bị